Xin chào các bạn, mình là Hợp Hôm nay mình có về được trên tay một uh, chiếc đồng hồ mà có thể nói là đây uh, nó sẽ là món hời Nếu như anh em nào mà ưa thích cái tính năng gọi là tourbillon, tourbillon Thì uh, chiếc này của mình là một chiếc FC và nó là dòng cao cấp của FC với series 9 Và nó sẽ có tính năng là uh, tourbillon các bạn nhé Thì trước đây thì trong quá khứ thì ICS đã có hai video về dòng sản phẩm là FC này rồi đó thì uh, hôm nay thì mình có săn được một chiếc phải nói là giá phải nói hủy diệt, cực kỳ đỉnh cho nên là anh em nào ưa thích dòng lông thì uh, vui lòng uh, liên hệ sớm để có thể là mua được chiếc này, không thì nó lại như chiếc GLC thiên thạch thì nó lại khả năng nó bay rất là nhanh. Ở đây thì mình sẽ có đó là một chiếc FC 980 V4 SZ9. Đó. Nếu như các bạn search cái mã này thì các bạn sẽ thấy là cái giá trị của chiếc đồng hồ này À, các bạn uh, lưu ý nhé, FC980V4SZ9, dây zin vẫn còn khá là đẹp và sẽ được tặng kèm một sợi dây uh, uh, da cá sấu màu nâu. Đó, để anh em đeo, mình sẽ cùng lên tay trước này. Full box trước này đi kèm thì như các bạn thấy ở đây sẽ có hộp sổ đầy đủ và sẽ được bảo hành là 3 năm bên mình. Đó. Chiếc này là một trong những cái chiếc đồng hồ mà được FC đưa đến thị trường Việt Nam do nhà phân phối ấy. thì nó là một trong những chiếc đắt nhất được bán ra tại thị trường Việt Nam với cái mức giá retail vào cái thời điểm mà họ bán là 980 988 triệu các bạn ạ. À. 988 triệu các bạn không nghe lầm đâu. Vì nó là có tính năng là lông mà. Thì bên mình có chiếc này thì trước đây mình đã bán cho một khách rồi. Và hiện tại quay đầu thì có một cái mức giá cực kỳ tốt Sau khoảng tầm 3 bốn năm anh ấy sử dụng Thì mức giá bây giờ bên mình để lại cho anh em chiếc này là 159 triệu anh em nhé Mức giá phải nói là hủy diệt à, Nhưng mà rất là may mắn là bên mình mua được à, Chiếc này thì sẽ có toàn bộ phần thân Là được làm bằng thép Và chỉ có cái niềng bên này của chúng ta Là niềng vàng khối à, Niềng vàng khối của nó là niềng vàng 18K AU750 Đó thì với cái niềng vàng khối này các bạn có thể an toàn sử dụng mà chúng ta không phải lo nó bị làm sao cả. Đây cái phần niềng này của chúng ta là vàng khối. Ở phía trong thì các bạn sẽ thấy là cái mặt dial của chúng ta, đây là một cái thiết kế đặc trưng của dòng Slimline của FC. À, chúng ta sẽ có một cái núm là núm quả quýt đó và ở phía trong thì chúng ta sẽ có cái thiết kế tương tự như dòng 7 series. Đó, thiết kế cái thân case này thì anh em đã gặp rất là nhiều trên những dòng FC rồi. À, quay trở lại với chiếc đồng hồ của chúng ta thì chúng ta sẽ có logo là FEDERIC Constant Geneva ở góc 12 giờ. Còn ở dưới này thì các bạn sẽ thấy ra dòng chữ Swissmade và chúng ta sẽ có 12 cọc số tại góc 12 giờ thì sẽ là cọc số đôi. Kim thì chúng ta sẽ có là hai kim chính, kim giờ, kim phút. Còn đâu là cái kim dây của chúng ta thì sẽ là ở lồng tourbillon 60 giây này. À, các bạn sẽ thấy một cái kim nhỏ ở đây và trong lồng tô bi lông này thì nó sẽ có đánh số thứ tự như ở đây thì các bạn sẽ thấy là năm m là một bốn này 14 này anh em nào ở quảng ninh hạ long thì lên tiếng nhé thì cái này là nó sẽ có số 14 à, dòng sản phẩm này được sản xuất tổng cộng là 188 chiếc toàn thế giới limited edition và mỗi chiếc thì đều được đánh số thứ tự ở trong lồng tô bi lông này và chiếc của mình đang có đây là 14 trên 188 các bạn nhé À, chúng ta sẽ có thêm một cái kim nữa là kim hai đầu mà ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái đầu trên của chúng ta là hình mặt trăng. Và khi mình quay cái kim này thì các bạn sẽ thấy là cái kim mặt trời nó lên. Đó. Và thời điểm này là thời điểm 6 giờ thì như các bạn thấy là 6 giờ sáng là cái kim mặt trời nó bắt đầu nó lên ở đây rồi. Và ở đây các bạn có thể thấy ngay cái kim này thì là kim sáng tối hay còn gọi là day and thì ở góc này thì các bạn sẽ nhìn rõ nhất là cái kim của chúng ta phần trên mặt trời thì nó sẽ được mạ, vàng các bạn nhé còn phần dưới này của chúng ta thì sẽ được là nung xanh được mạ xanh đó với cái hình mặt trăng để biểu thị cho sáng và tối chiếc này của mình thì có cái đết nó vào khoảng tầm 2017 2018 và hiện tại thì dây da zin thì cũng còn rất là đẹp và ít đeo chủ yếu là khách đeo dây handmade cho nên là dây jean vẫn còn giữ khá là đẹp đây các bạn có thể thấy là sợi dây jean đây đó dây bên này dây jean này là dây da cá sấu các bạn nhé đi kèm với đó là chúng ta sẽ có một cái khóa gập thép của FC ở phía sau thì các bạn sẽ thấy ngay bộ máy là FC980 đây là một bộ máy gọi là đỉnh cao của FC các bạn có thể thấy rõ ở đây những cái thông tin họ ghi ở phía sau đó. Rất là đẹp. Chúng ta sẽ có chuyện FC ở đây. FC 980. Và bộ máy này của chúng ta thì như các bạn thấy là nó sẽ có cái củ văng được làm dạng skeleton để chúng ta có thể nhìn thấy rõ cái cơ cấu tua lông nó đang quay. Đó các bạn có thể thấy là tôi lông nó đang chạy vòng quanh cái cái trục đỡ ở sau này. Rất là đẹp luôn. Đó. À, bộ máy này của chúng ta thì sẽ có khoảng 42 giờ tích cót và À, chúng ta có tần số là 4 hẹp 28.800 rất là đẹp luôn bộ máy được hoàn thiện rất là tốt với những cái con ốc được nung xanh và những cái chân kính được họ làm hở ra khá là đẹp Đó. trước này thì hiện tại bên mình đang có sẵn với cái mức giá là 159 triệu các bạn nhé các bạn hãy cùng ngắm nhìn cái lồng tôi lông nó chạy một lần nữa và đây là một mức giá mình đánh giá là rất là hời để cho anh em chơi. Bởi vì trước này thì trước đây thì bên mình đã bán cho khách với mức giá khoảng 26 27. Tuy nhiên cái thời gian anh ấy sử dụng khoảng tầm 4 năm. Nên là khi thu lại sẽ có mức giá rất là tốt để anh em sau này chơi. Và bên mình vẫn bảo hành bảo dưỡng định kỳ 3 năm cho anh em khi anh em mua sản phẩm này. Anh em nào mà có nhu cầu về chiếc FC 980 V4 SS9 Limited 188 chiếc này. Thì anh em vui lòng liên hệ bên mình. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của ICS. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.